giống như các cái xe nó đi xuống rồi nó ủi chị lên dài, chị nghĩ vậy. 70-50 nát từ dưới đây lên đây. Ôi trời. Lúc chị tỉnh lại thì nó đã mất rồi mà, nó mất, nó nát bét hết rồi, chân tay chị là nát hết rồi đó. Cái này là hồi xưa là chị đã từng nghĩ mình mua tay giả và chân giả, mình ấy vô chưa, mình gắn vô chưa? Có cái thời điểm đó thì nói chung là cũng có người này người kia hỗ trợ, thì chị cũng tính cái số tiền đó là chị đi mua bảo hiểm nha, quên đi mua cái chân giả tay giả để chị lép vô. Mọi thứ nó ăn một chén con này chút xíu, nó ăn bún tinh chưa xong nó ăn là miếng ăn lắm. Dạ. Nói nhiều khi bác sĩ là giá, nhiều khi nó mà khóc lên hay là cái gì nó móng chân đó, tím hết á, mấy móng chân tím hết á. Nó bằng đâu, tại vì ở già thì mất chút xíu nhưng mà nó hay hơn á. Có vẻ là tươi hơn cái lần mà con, đúng không cô chú? Tươi hơn. Đó giờ cười nè. Cười phải không? Cười nha. Tại vì hôm nay điều trị vết thương nó không nào hồi lại nó khóc quá trời luôn á, vụ vết thương. Dạ. Em nhỏ xin được gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị thân mến. Ngày hôm nay thì em nhỏ đang có mặt tại quận Bình Tân cô chú anh chị. Ở đây thì không như mọi ngày một chút xíu là em nhỏ sẽ gặp một cái nhân vật mà khá là quen thuộc ở trên kênh GoFood lẫn là xin GoFood. Bởi vì em nhỏ chưa có gặp chị này ở ngoài lần nào cả, và toàn gặp trên những cái phim live chat mà bắt đầu công chiếu cô chú anh chị. Là chị hay vô chị comment cũng như là chúc sức khỏe những anh chị em cũng như là quý mạnh thường quân đó. Thì ngày hôm nay là chị ở một cái dãy trọ này. Cái dãy trọ này theo em nhỏ thấy là cũng khá là lâu đời á cô chú anh chị. Đây nè, ở sau nữa nè. Và đa số là dành cho những bà con có lao động thấp đó. Thôi thì ngày hôm nay tới nhà chị, nhà trọ đây nè. Chị trong này chị ôi cha, chào chị Tường nha. Chị là Tường La hay là La Tường hay sao em? La Tường á, ấy là chị, là họ là La chị Tường á. À, là chị tên Tường luôn hả? Dạ. Yeah. Đây thì ngày nay thì lên đây nói chuyện chơi với chị cho biết mặt chơi chị Tường chị. Dạ. À. Chơi đi. Dạ, cho em ngồi đây nha. Ừ. Đó, chị ngồi đây đi, chị ngồi giữa đây là đỡ mỏi lưng. Đó. Thế vô đẹp sức rồi mặc đồ rồi không có lịch sự. Thì chị nói, chị hay nói với tụi em là nếu mà quay gần đây thì ghé chị chơi. Đúng rồi. À, ghé chơi chị yên tâm sự. Dạ. Ừ. Đây là cái kệ này là hay coi kênh của em nhỏ nè, kênh GoFood này đúng không? Chị đúng bỏ điện thoại đây coi đúng không? Chị mới tập tay trái nè, kiểu chị mới tập đến đó cho dễ coi, dễ lướt mình. Chứ một tay mình đâu có vừa viết, mình vừa cầm điện thoại, mình vừa bình luận được đâu. Chị đúng là tên gì? Tường. Họ tên của chị là La Thị Tường. La Thị Tường, cho nên là cái nickname của chị là La Tường, đúng không? Tường. Yeah. Đúng rồi. Chị nay bao nhiêu tuổi rồi chị Tường? Chị sinh năm 80 á. Năm 80 là cũng ngoài rồi. Tuổi qua sinh nhật chị rồi, năm nay qua 45 rồi đó. À, qua 45 rồi. Chị sinh nhật hồi bữa tháng 7. Dạ. Yeah. Ừ. Ôi chị không có được lành lặn như người bình thường cô chú anh chị mà thứ nhất là chị có cái nghị lực. Ở đây không phải là một cái trường hợp như những ngày mà em nhỏ đi ghi hình không, cái này tình cờ là đi có trường hợp gần đây em nhỏ mới ghé thăm chị Tường thôi đó, cho nên là thấy chị thứ nhất là không có như người bình thường nè, và không biết cái sự việc này của chị là xảy ra lâu chưa chị Tường? Tính tháng Tây á là tháng 11 năm 2022 là chị bị. Là cũng được 2 năm rồi ha. Ừ, gần 2 năm. Gần 2 năm. Gần 2 năm. Dạ. Cái này là chị bị tai nạn hả? Ừ, chị tai nạn. Được đó, chị đi về Mỹ vậy. Chị đi về Bình Định á. Chị đi về Bình Định xong rồi đi ra tới Bình Thuận. Là khi nó gặp sự cố là nó bị lật. Cái đó là chị đi đâu? Đi về má chị. Về quê chị ngoài Bình Định á. À, đi về thăm mẹ ha. Đi về thăm Mỹ á. Xong rồi ra tới Bình Thuận là nó bị lật xe luôn. Đè người chị à? Chị cũng ý là xe khách đúng không? Đúng rồi, chị đi đi xe giường phòng. Dạ. Xe 22 chỗ 22 phòng á. Dạ. Ra tới đó nói chung là chị không biết cái vấn đề là nó bị cái gì, nhưng mà nó bị lật á. Xong rồi lúc chị tỉnh lại rồi thì chị nằm ở dưới xe á. Thì lúc tỉnh rồi thì giống như mình đã nằm dưới xe rồi, xe nó lật rồi, nó nằm dưới đó rồi. Dạ. Cái thời điểm trên cái xe nó nhiều người bị thương không chị? Bữa đó
cũng chắc cũng có được có mấy người chị không có biết, nhưng mà kiểu như lúc đó là mình tá hỏa rồi đúng không? Ừ, chị chắc chị nghĩ chị cũng có bất tỉnh, là lúc chị nhớ là 10 giờ chị ngủ, thì 10 giờ chị giật mình dậy, thì chị dồn đồng hồ là chị thấy 10 giờ, xong rồi cái đi được một đoạn nữa là chắc tai nạn khoảng 12 giờ. Ừ. Nhưng mà chị nghĩ chắc lúc lạc xe đó chị cũng bất tỉnh á, dù xem là chị mới tỉnh lại á, chị nghĩ vậy á. Yeah. Ừ. Là công việc là lúc chị dậy là lúc 2 giờ rưỡi, thì chị kiểu như thấy nó tối thui đó, màu tùm lum hết trơn, mà cái lúc đó là chị bị là chị nèm ở dưới đây là thì kiểu như là hả? Nó đi rồi, mà ở trên nhà xe là người ta cũng không có biết là chị bị đâu. Yeah. Ý là người ta lo, người ta cứu những người trên kia, người ta đập cửa, người ta cứu mấy người đó trước, người ta không nghĩ là chị bị nặng như vậy. Yeah. Xem là lúc có thằng im gì nằm trong đó, mà hai chị im đi trong một cái phòng, hai cái phòng đó là nằm hai người, mà thằng im chị thì không có bị gì hết, chỉ có chị bị thôi. Yeah. Bị là giống như lúc chị lừa vô là giống như nó lật cái kiểu sao thì mình chưa có tưởng tượng ra được kiểu sao, mà kiểu như nó duỗi ra nè, mà nó duỗi giống như cái kiểu mà nó chà lên dài nè, là cái gì chà? Thì mình tưởng tượng là giống như chắc cái xe nó đi xuống rồi nó ủi chị lên dài, chị nghĩ vậy, bởi nó mới nát từ dưới đây lên đây. Ôi trời. Lúc chị tỉnh lại thì nó đã mất rồi, mà nó mất, nó nát bét hết rồi, chân tay chị là nát hết rồi đó. Dữ vậy? Đúng rồi, là chị lúc chị rồi đây là giống như mà là nó nát hết rồi, nó mất rồi lúc. Yeah. Nhưng mà lúc mà xe cứu thương tá nó đưa chị đi ấy, thì chị nhớ là nó còn dưới đây này, nó còn ở đoạn đây ở trong điện thoại chị có. Dạ thôi được rồi chị. Ừ. Còn ở đoạn đây giống mà chị tưởng là chắc nó cũng còn khúc này chị... ai gì đâu đó, chồng vô chợ rẫy là nó nát hết đây, phải nạo hết đây luôn, mặt luôn chứ đâu có còn gì đâu, không có nó, kiểu nó nát mình đâu có nói là được nó đâu, nát hết rồi, mà nằm dưới đó tới 2-3 tiếng đồng hồ, mà tại vì người ta nghĩ là không có biết, người ta không có biết chị nặng, cho nên là người ta lo, ta cứu mấy người trên trước rồi ta chồng, mà chị tỉnh lại rồi chị biết chị bị vậy đó, là chị lúc đó chị ngốt thở rồi. Yeah. Chị cũng cười như là nó bị thiếu oxy á, xong cái thằng im chị nó mới la lên, nó kêu là bắt đầu ở trên kia người ta mới biết là chị bị, là xuống bắt đầu mới điện xi năng xi cẩu gì đó tới, điện cẩu chứ xi khách đó lên đó, rồi mới đưa chị ra ngoài được, là tới mấy tiếng đồng hồ lận, mà nằm ở dưới đó tới mấy tiếng đồng hồ luôn á, nằm dưới xe đúng đẹp. Rồi mà không biết hên sao, là nói chung là nó chỉ bị cái tay cái chân thôi, còn đầu ép mặt mũi chị là ý là nó như vậy nè, nó không có trầy xước một cái gì trên người chị, đầu chị nó cũng không bị, mà nói chung là chỉ có nhiêu đó thôi đó, mặt mày đồ đầu ép là không có bị gì hết trơn. Ừ, nói chung là nhìn lại cái khoảng thời gian đó cũng sợ chị ha. Ừ. Nó qua rồi mà nó khiếp quá rồi. Bây giờ hiện tại công việc của chị Tường là làm gì? Chị ở nhà thì nội trợ đó, nhà cửa quần áo cho hai đứa con, chị nó đi học cơm nước. Yeah. Thì chị làm được. Rồi chị nói trong chị bán chút đỉnh nước mắm ở ngoài quê, chị đem vô đó, mấy anh chị cùng quê mà thương thì hỗ trợ vậy đó chứ còn. Ủa rồi trước khi đó là cái bên này là mình chị thuận tay phải đúng không? Ừ. Mà sau này phải. Bắt đầu phải làm quen với tay chị trái tập, là cái tay không rồi. Có thuận thì tập tay trái là cũng nói chung chị bị cỡ 4-5 tháng sau là qua anh em ha, đầu năm 2023 đó là chị. Yeah. chị tập lại là bắt đầu chị làm là thuần, chắc cỡ 3-4 tháng sau là chị bắt đầu chị làm thuần đó. Mà nó cũng kiểu như mình cũng mình nói dạng như mình có phước đi. Mình bị nhưng mà nó nhanh lắm, chị vô bệnh viện chừng cỡ chị ở bên Chợ Rẫy 3 ngày, xong rồi chị qua quận 8 chị nằm 2 tuần nữa. Yeah. Là chị mạnh khủy chị đi về luôn, không có tái khám, không có quay ra vô bệnh viện gì nữa hết trơn hết trọi á. Như là cũng nhanh lắm, nhưng mọi người cũng thấy hiện tại là bên cái phần tay phải và chân phải của chị Tường là không có còn nữa. Ai cũng phải thấy nè, ai cũng thấy nè đó. Thôi bây giờ rồi cho em hỏi cái cơ duyên nào mà chị đến với cái kênh của em, mà chị hay đi vô không phải hay vào những cái giờ mà live chat á cô chú anh chị, những cái giờ mà công chiếu á, sắp công chiếu á, là chỉ hay vào là chúc sức khỏe nè, cũng như là hỏi thăm những bà con ở trên kênh đó. Thì chị có cái cơ duyên nào vậy? Nói chung là chị thích mấy cái kênh mà làm thiện nguyện á. Yeah. Là cái năm dịch á, nói chung là chị theo dõi kênh em là không biết cái anh em nào, nhưng mà chị nhớ là cái anh em mà dịch là anh em 20 rồi đó. Là chị vô chị kiểu như dịch rồi cũng công việc nó cũng ít á, chị vô cho YouTube là chị coi kênh của anh Tam Sang. Xong mà coi kênh của Phương Dừa. Xong rồi lướt thì YouTube nó hiện lên là thấy kênh của GoFood á, thì chị thấy giúp mấy cái hoàn cảnh cũng khó khăn đó, thì chị bấm vô chị xem.
Thì chị thấy toàn là đi giúp mấy cái hoàn cảnh ung thư này kia khác nọ vậy đó. Chị thích, nói chung chị thích coi kênh thiện nguyện, với chị không có thích mà coi mấy cái kênh mà kiểu như này kia là chị không có thích đó. Chị thích coi kênh thiện nguyện thôi, là theo dõi ba cái kênh đó đó, là chị coi ba cái kênh đó, ba kênh thiện nguyện là lâu rồi. Chị coi từ lúc mà đi được đó, xin đi mà kiểu như tìm người rồi giúp này kia kiếm người trong mấy cái chùa ngoài Thủ Đức đó. Rồi hình như đó, gần đây á chị có gặp em ở bệnh viện quận 8 đúng không? Được đó, chị đi tái khám cái bữa mà qua trao gạo cho Phong Bụi với chị Tưởng đó. Chị Tưởng mà bếp cơm Hồng Đồng của chú Phong Bụi đó, là bữa đó chị đi tái khám. À là chị thấy em buổi sáng thì thấy em ở đó hả? Chị thấy có Phong Bụi rồi nữa, nhưng mà chị giống như đứng từ xa dùm thôi chứ chị không có dám tới. Ngại. Chị ngại, em nhỏ hiểu được là chị ngại gì đâu cô chú anh chị, chị ngại là tưởng đâu là kêu lại rồi bắt đầu giúp đỡ này kia đó, nhưng mà chị không phải, chị không có ý vậy. Hả? Biết sao chị là cũng có duyên, mà lúc chị bị tai nạn xuống á. Là kiểu như là lúc đó là xe cứu thương tới chị chở vô Bình Thuận á, là sáng ngày ra là em biết sao không? Cái vụ tai nạn của chị nó cũng lớn lắm, cho nên là nó lên TV, nó lên 60 giây. Rồi xong rồi á là ở ngoài quê chị á là kiểu như mấy đứa mà theo dõi cái trang của thị xã chị đó là nó biết cái nhà si đó bị tai nạn, là có cái tên chị lên, là xong rồi là kiểu như mấy đứa mà làm mấy bên mấy bạn mà làm mấy bên xã đoàn đi, bên xã đoàn mà của xã mình á, của xã chị đó, cái nó mới biết hoàn cảnh của chị, thì nó với lại gia đình chị là thuộc cái gia đình mà ở ngoài quê chị là giống như ông bà nội chị là thuộc cái gia đình chính sách. Gia đình ấy là vậy đó, cho nên cũng có nhiều người giúp đỡ rồi, cho nên là chị không có nghĩ tới cái chuyện mà để kêu người khác giúp đỡ đó. Ý là em hiểu chị, ấy là cũng có cái lý do vậy, cho nên là chị không có kêu gọi nữa. Ý là chị cũng khó khăn thiệt, chứ không phải là không khó khăn, vừa nuôi hai đứa con tài hẹp là em biết chứ. Nhưng mà không đến nỗi như những cái trường hợp mà em quay trên kênh đúng không? Chúng ta là mình cũng đủ cái điều kiện để mà mưu sinh hàng ngày. Chứ còn dư giả thì không dư đâu. Không dư, dư thì không dư được, có im làm sao dư được. Nhưng mà không có đến nỗi như những cái trường hợp mà em đã đi từng chia sẻ trên kênh ha. Thấy nhiều người bệnh quá trời, như mấy người mà bị ung thư đó là thấy tốn biết bao nhiêu tiền mà đâu có ấy đâu, đúng không? Không hết. Còn chị thì nói chung là chị bây giờ chị không làm được cái gì, nhưng mà chị không có phải tốn nhiều tiền để đi vô bệnh viện. Với lại bây giờ nói chung chị cũng có bảo hiểm rồi đó em. Bảo hiểm mình bị thương tật này thì nhà nước người ta cũng cho có bảo hiểm đó em. Cái này là hồi xưa là chị đã từng nghĩ mình mua tay giả và chân giả mình ấy vô chưa? Mình gắn vô chưa? Có cái thời điểm đó thì nói chung là cũng có người này người kia hỗ trợ, thì chị cũng tính cái số tiền đó là chị đi mua bảo hiểm nha. Quên đi mua cái chân giả tay giả để chị lép vô. Nhưng mà bây giờ á, có hiện tại bây giờ á, thì nói chung là biết sao, bây giờ bỏ ra cái số tiền lớn mà để mà mình làm cái tay cái chân mà để mình ném mình đi được rồi, nó tốn nhiều tiền lắm chị. Đúng hỏi thêm đầu mà mình gắn cái đó vô thì mình phải làm cái gì nó ra tiền đi em, nó có kinh tế. Chứ nếu mình gắn vô mình ở nhà mình ngầu dậy thì nó nuốt cái số tiền đó vô đó thì thôi chị không. Chị không, chị suy nghĩ lại là chị không làm rồi, chị để số tiền đó chị lo cho hai đứa con chị nó hẹp trước rồi đã. Năm nay đứa năm ba đứa năm nhất mà thằng cô hồi nãy là năm nhất á, năm nay vô năm nhất, hai đứa đại học đúng rồi. Cho nên là nó bây giờ chị nghĩ lại rồi, ấy là lúc đó chị có nghĩ vậy, chị nghĩ là giống như hồi đó chị cũng kiểu như muốn liên hệ với tụi em là để là cái đợt chị có thấy vô quay cái chỗ mà người ta làm tay giả chân giả đó, đợt sinh nó có dẫn hai vô làm tay giả chân giả đó em, mà vậy là để là chị nói là vô chỗ đó thử cái mình cái nào nó chất lượng, với liệu ví dụ như người ta có hỗ trợ gì giá cả cho mình á, thì mình có người giới thiệu dù sao nó cũng đỡ hơn biết không. Là nói chị có suy nghĩ đó rồi. Bây giờ hiện tại á là chỉ dồn toàn lực để mà lo cho con ăn học rồi, đúng không? Chị còn bao nhiêu ăn uống hàng ngày là ông xã đi làm rồi, ông xã đi làm. Ủa rồi hằng ngày là chị đi lại sao trong nhà làm sao? Chị lết, ấy là trong đây thì chị lết. Chị ngồi chị lết giống như hồi nãy đó, chị lết tới. Lết. Thôi bây giờ em thôi sẵn đây em chị cho em với mọi người biết chị đang kinh doanh mặt hàng gì, hay nói chị bán online là bán cái gì đâu? Đó, chị bán nước mắm đó, em đứng về em lấy giùm chị đi. Ở đâu? Nước mắm đó ở trên cái dàn đó đó. Có mấy chai ở đây hả? Thì chị mới lấy một thùng mà chị bán còn mấy lít đó đó. Còn ví dụ mà ai muốn mua nữa thì chị mới lấy thêm, chứ chị lấy tại nước mắm này để lâu nó cũng nó xuống màu đi mà. Nước mắm này, nước mắm của chị, nước mắm nguyên chất. Nước mắm này là ở ngoài quê chị đem vô luôn cô chú anh chị. Đúng rồi. Một chai thì bán bao nhiêu, hay là chị bán theo lít? Thì một ai mua một chai thì một chai, một lít thì chị bán một lít à, tùy
Bao nhiêu một chai này, bao nhiêu tiền một chai đó? Là nếu mà một chai đó là nửa lít á là 40.000 á. Là một lít là 80.000 đúng ha. Rồi, nước mắm này ở ngoài quê chị gọi nước mắm gì? Mắm nhĩ cá cơm. Nhĩ cá cơm. Ừ, nước mắm nguyên chất cá cơm. Là chị nói trong này chị vô đây chị bán được không? Cũng được, ý là tháng chị cũng bán được vài chục lít vậy đó, giống như mấy người quen rồi người ta ủng hộ vậy thôi. Chị thêm thêm chị ăn sáng thôi. Dạ. Thì cũng được. Ví dụ ai ở gần gần trong quận Bình Tân đồ thì con chị nó đi giao. Dạ. Ví dụ mà xa quá thì chị kêu ship, nhưng mà ship thì bên mua bên ấy ấy là chị đúng kêu rồi. Ship. Em hiểu rồi, em hiểu. Nếu mà ship xa thì tiền ship bên người mua chịu đúng ha. Rồi, chứ chai này có 40.000 mà mình chịu ship đây thôi chứ. Ví dụ như ship mình tránh nhà bè rồi thì đúng cũng rồi, xa thì mà phải dạ. Thôi nói chung là nay có dịp đi ngang đây gặp chị Tường cũng là cái duyên. Tại bình thường em cũng đi mà đâu có biết, đâu có biết chị ở gần đây đâu. Hôm nay tí nữa là em gặp một cái trường hợp gần đây luôn nè. Bên đường là chiến lược nè. Chiến lược là đi lên đây, cũng gần gần chị đó, gần chị đó, sẵn em qua luôn. Thôi hôm nay thì ghé thăm, thứ nhất là gặp chị ở trên live chat mà không biết chị là ai nè. Cái điều mà em gặp ở ngoài em mới biết được, chứ còn ở trên đó em không biết ai ra ai hết. Đúng rồi. Nhưng mà GoFood được cái là có cái cộng đồng nó rất là đoàn kết và mạnh mẽ nha cô chú anh chị. Trong đó có nhiều là em nhỏ nhớ những cái tên cơ bản thôi ha, chứ còn thật chắc rất là nhiều nhưng mà em nhỏ không nhớ tên hết. Có chị Hà Mai Thanh nè, chị Cherry nè, chị Bella nè, cô Vui nè, cô Chiều Lê, chị Bích Thủy đó, rồi chị La Tường nè, rồi chú Tony Hình, nhiều lắm, nhiều cái tên đó. Rồi anh gì nữa ta, anh Mỹ Cao, cái im đó hình như cũng bị ấy không. Nhiều lắm, nhiều cô chú anh chị đó. Anh Đạt Nguyễn đó, là anh Bùi Đình Nai, cô chú anh chị. Anh Bùi Đình Nai thì chị cũng xem chị biết ha, biết. Anh làm việc thiện, anh giúp đời rất là nhiều, nhưng mà anh âm thầm, anh luôn âm thầm thôi chứ không có phô trương hay là những cái mình xem trên mạng ha. Anh Nai rất là tuyệt vời. Thôi bây giờ lỡ gặp đây chị rồi, bây giờ team GoFood tụi em ha. Chứ không phải là ai ha, trong team á, chứ không phải chị là như những cái trường hợp hàng ngày là không phải nha. Ở đây là cái cộng đồng team GoFood muốn gửi cho chị cái món quà ha, để em lấy cho chị nha. Đây, cái này là của team GoFood tặng chị nha. Cũng có cái duyên của chú anh chị, với lại chị không có đầy đủ cơ thể như người bình thường đó. Cũng thương, không có thể nào lao động. Đây, thứ nhất là làm thùng mì đi nha. Thùng mì hảo hảo nha chị. Đây, chị Tường. Đây, với lại để em cầm này ra. Cái này là những cái gia vị thôi, những cái gia vị mọi ngày thôi. Sữa nè, em bỏ đây giùm. Nước tương này chị Tường. Nước mắm, nước mắm này chắc không ngon, chị ăn chắc không ngon bằng nước mắm của chị quá. Nói chung ăn cái nào nó quen cái đó, em khẩu vị. Dạ, với dầu ăn ha. Rồi thêm nữa là bột ngọt nè. Cano. Và đường chị, đường, một tí đường. Và ngoài ra cái này nè, cái này cũng em nghĩ là cũng đỡ cho chị ha. Làm một tí, 10 kg gạo cho quên. 10 kg gạo. Dạ. Đó là cái này là phần quà riêng của team GoFood gửi đến chị thôi. Chúc chị là có nhiều sức khỏe nè. Tại vì chỉ còn 3 người con nữa. Đúng rồi, hai đứa. Hai đứa hay ba? Hai bạn. Hai bạn, mà hai bạn chung đang học đại học. Bạn lớn rất là nhiều. Bạn lớn năm ba, bạn nhỏ năm nay vô năm nhất. Dạ. Hai vậy ha, em đại diện cho GoFood gửi tặng chị phần quà nha. Chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Thôi hai đứa thêm chị thì chị cũng cảm ơn hai đứa, cảm ơn team của tụi em. Dạ. Chúc hai đứa thì nhiều sức khỏe để giúp hoàn cảnh nghèo em. Chúc cô chú anh chị trên kênh của em là mạnh khỏe. Thôi thì chị cũng không biết nói gì hơn. Dạ cũng được. Với lại là về tương lai thì chị có định làm gì không hay là sao không? Nói chung là bây giờ biết sao, cái ấy là chị cũng tính là bán cái này nó cũng chậm quá, tính cũng đi bán giấy số á.
thì bán vé số mà bây giờ chỉ có một bên nó ngồi xi lanh đẩy đi không có được, đây là phải có người đẩy. Đúng rồi. Ừ, một bên nó không có được mà chị cũng không biết là có cái xi cái gì mà nó hợp để cho cái người mà một tay một chân ngồi luôn, chị cũng chưa đứng nghĩ ra. Bây giờ thường thường chị đứng. Đứng vậy. Thì phải kiểu như đứng là phải dựa vô cái bờ tường mới đứng lên em. Ừ. Rồi đi kiểu như nó cũng bắt tiền cái là mình đi vé số thì mình phải đi tùm lum. Rồi cái vấn đề mà vệ sinh, rồi vấn đề này kia đó, nó khó, ý là nó khó mình không có ấy được á. Dạ. Chị cũng chưa biết sao luôn. Ý là đang tính là bán vé số thôi. Chị đánh giá ấy là ví dụ mình bán cái gì được mà lên online được á thì mình khủy ở nhà mình ngồi mình bán thì nó khủy rồi đó. Dạ. Còn nếu mà bất quá nữa thì đi bán vé số. Nhưng mà con chị thì nó kiểu như cô lớn rồi nó kêu nó đi làm thêm rồi đi mà nó không có nó không có chịu chị đi, nó sợ ra đường không ai ái này kia vậy đó. Chị cũng cái liệu cái vết thương của chị bây giờ nó cũng chưa được được ổn. Chưa có ổn. Với ngoài ra ha, em cái này là đồng tiền hai đô may mắn của anh Bùi Đình Nai ở Sigaro Mỹ á. Anh cũng gửi tặng chị ha, chúc chị thật nhiều sức khỏe này. Rồi chị cảm ơn anh với gửi lời chúc sức khỏe anh em. Dạ dạ. Với ngoài ra thì cho anh nhỏ nói xíu là Team Good Food đang kinh doanh mặt hàng gạo và nhu yếu phẩm nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị trong và ngoài nước muốn làm từ thiện cho những bếp ăn không đồng này hay là chùa rồi đó thì cứ liên hệ đến Team Good Food, sẽ giao tới tận nơi cho mọi người, thậm chí là có thể quay lại truyền tải đến trên kênh Good Food này. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Và hơn nữa là chị Tường này, chị có kinh doanh thêm cái nước mắm là từ quê của chị là Bình Định đúng không chị Tường? Đúng rồi, chị ở Bình Định. Bình Định đó. Thì 40.000 một chai này, một chai này là nửa lít. Nếu mà ai có muốn mua ủng hộ ở Sài Gòn các tỉnh luôn á chị Tường ha. Nếu tỉnh thì chị ship cũng được. Dạ. Nếu mà có muốn mua để ủng hộ cho chị thì em nhỏ sẽ gửi số điện thoại của chị Tường cho mọi người. Nửa lít là 40.000, hai chai như vậy là một lít đúng không chị? Đúng rồi, chị Tường là 80.000 đó. Rồi mọi thông tin gì thì mọi người có thể liên hệ đến chị Tường, em nhỏ sẽ gửi số điện thoại nha. Thôi bây giờ em chào chị nha, em qua cái trường hợp gần đây một chút xíu. Nào có dịp thì em ghé thăm chị. Chị cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ. Với lại em nhỏ cũng cảm ơn chị là hay theo dõi kênh mỗi ngày nè. Một cái like, một cái chia sẻ của quý cô chú anh chị cũng là một cái động lực để cho Team Good Food ngày càng phát triển, ngày càng lan tỏa để mà giúp đỡ những cái bà con khó khăn. Dạ. Thôi bây giờ em nhỏ xin kết thúc câu chuyện của chị Tường ở đây để mà qua gặp trường hợp bạn Hùng. Dạ, nay con đi đường khác cho nên chắc đi mãi rồi nè, nó chỉ cái nếu em đi đường này vô thì dễ. Dạ, nếu con đi đường cũ thì dễ. Con chào cô chú nha, chào chú Phát. Bữa nay thấy dạ. Mới làm chị bác sĩ mới về á. Dạ. Bác sĩ mới về cái cho em nó ăn cơm. Dạ, con ngồi chào cô nha. Thôi cô ngồi cho không, không. Em không. Ngồi đi. Cô ngồi đi. Đây con có ghế đây rồi. Em cứ ngồi đi, em ngồi đi. Cô cứ ngồi đút cho đây, cho Hùng đây. Đi. Đây cô ngồi đây. Đó. Ngồi sát lại đút đi. Cô ngồi đây nè đó. Cô ngồi đây mà có ảnh hưởng gì đâu. Chưa bật cái này cho nó mát Hùng này. Ủa sao la nữa cô? Đau hả? Vết thương trên vai nó sâu quá, đau. Hai cái kia thì nó đỡ được chút rồi. Hai cái phần mông là đỡ được chút. Bây giờ cái vai này sâu lắm. Dạ. Vai này bây giờ nó mủ nó ăn. Để con chào Hùng biết con hơn chú Phát hả? Em cứ chào đi, nó biết nha em, nhưng nó biết nói chuyện với em thôi, nhưng mà nó biết, nó hiểu. Dạ. Nè, anh là anh hả? Anh nhỏ chào. Anh nhỏ hả? Cười đi. Chào Hùng nha. Dạ. Có mấy lần trước có ghé thăm Hùng đó. Biết không? Không biết không? Nói biết đi con. Nó biết nè, nó nhìn. Cười đi, cười cái coi cho anh nhỏ, cười đi, cười với anh nhỏ đi. Hôm qua bác sĩ kêu nó cười đi, cười à, cười đi. Hả, cười à. Cười với anh nhỏ đi. Mới làm xong nó đau quá, cười không nổi. Dạ. Bác sĩ mới về 5-10 phút. Dạ, dạ. Chắc đau đớn lắm hả cô ha, làm đau khóc rửa, hả? Rửa đó, rửa dạ. Mà rửa xác, cọ xác vậy nè, đau lắm chưa? Cô cho ảnh ăn đi để con nói chuyện với chú Phát cũng được nha. Dạ.
Dạ thôi tí tí uống được cô. Dạ. À thôi con có chú Phát ra sau nè cho đỡ để cô chăm sóc cho. Là bác sĩ là ngày nào cũng tới hả chú Phát? Tôi với ông tôi giữ cái thương cho nó là cũng được, phải giữ chứ. Dạ. Rồi bây giờ bác sĩ cũng nói là bây giờ nó thịt nó bắt đầu nó bám lại ra cái da thịt lại rồi. Cái độ á, bây từ từ nó bám vô lại á. Là nói chung là đang dần hồi phục cái phần vết thương. Đúng rồi, hồi phục. Đỡ nhiều lắm rồi. Hùng là 30 tuổi rồi cô chú anh chị, mà đang lúc đang đi làm đó là tự nhiên là té xuống rồi co giật rồi bắt đầu vô bệnh viện. Người ta nói là bị tim. Bị suy tim. Sau là bị tai biến. Chú ha. Mà hiện tại á là Hùng có mấy cái vết lở trên người rất là lớn. Sau lưng là hai cái lỗ lớn lắm, sâu gần mông á. Rồi bây giờ đến vai hả chú? Vai, bên đây nhiều hơn bên đây ít. Mà hai cái vai đều bị luôn. Bị hết. Bây giờ chú nói bên nào là nặng hơn? Bây giờ bên tay bên này, bên tay tay phải nặng hơn. Tay phải nặng hơn. Mà lúc trước là Hùng cũng điển trai, con có mấy tấm hình của Hùng á, điển trai lắm. Trắng à, trắng tươi à. Đẹp trai lắm, bạn dịu lắm á, bạn bè bạn gái nó dịu lắm á. Tại vì chưa biết ai là yêu của nó rồi. Đấy, bạn trai ai cũng quen nó rồi, hỏi nó hoài à. Gái nhiều lắm hả chú? Giờ mới biết nha, vậy mà lớn. Bạn gái dịu lắm, nhiều người ai cũng thương nó lắm. Tại vì nó không có giống người ta hiền, nó ra ngoài chơi với bạn bè nó hiền á. Lên nó, ai cũng muốn làm quen nó, giờ quen nó. Ủa sao giờ khóc rồi nó kìa? Nó vậy à, nó ngồi tại vì cắn vô ly nó lao quá là nó khóc rồi. Khi nó lên. Ủa rồi cô có hướng nào để cho em khỏi khóc không? Nó vậy không sao đâu, thông rồi chạy hả? Có đau không? Cứ làm thấy khóc nè. Khóc vậy đó. Ý là nó muốn nói gì với mình nó nói không được. Đó. Nó nói không được cũng tức lắm á. Nói không được đó ha. Rồi. Giờ không sao đi. Rồi. Không có khóc hả? Lên thăm Hùng mà. Lên thăm Hùng coi Hùng có khỏe không mà. Khỏe không? Nói đi. Lấy có nghe đi. Khỏe em. Con khỏe không? Khỏe. Đi. Là khỏe. Cười đi, anh gọi đi, cười đi. Cười cái coi, đẹp trai không? Đó, cười đẹp trai không? Đó, cười ơi, giỏi quá. Hôm nay biết cười là giỏi quá. Hôm kia cũng vậy. Bác sĩ kêu cười đi, cười với bác sĩ luôn á. Ủa là ăn cơm rồi hả cô? Chứ không phải ăn cháo xay nhuyễn rồi hả? Mấy bữa ăn cháo nó ngán. Ăn cháo ngán quá. Ngán quá rồi chứ. Dạ. Đó là... bữa đó, cô cho ăn cơm. Bữa nay khỏe hơn chú ha. Okay, nó ăn á. Mọi thứ nó ăn một chén cơm này chút xíu nó ăn bún tinh chưa xong. Nó ăn là miếng ăn lắm. Nhưng mà giờ con nói chú Phát nè, bây giờ cái hướng tiếp theo của Hùng á là như thế nào? Là hỏi má đó rồi, má đã biết. Ủa, cô mới biết hả? Cô biết á. Rồi để con hướng tiếp theo là Hùng như thế nào đây cô? Cô này tên gì con quên rồi. Cô Kiên. Ý cô đâu có, bây giờ thì có chữa đi, bây giờ mình cứ có một chữa cái này trước đi, chứ bây giờ mình đâu có điều kiện mà sửa nhiều quá. Bây giờ chữa, nếu mà thật sự bớt hết đây nè, thì cô sẽ cho ra đi chăm cứu, tập vật lý thêm. Đó. Nhưng mà có những người thuốc tây thì vẫn phải dùng hàng tháng, tại nó phải theo dõi thuốc tây hàng tháng, tại nó mới bệnh xuống là cứ uống thuốc tây một tháng đi lấy một lần. Một tháng là qua bên quận 7 á, cái bác sĩ điều trị cho nó đi qua đó lấy một tháng. Con nói với cô Kim nè, có người góp ý là nên cho Hùng đi bệnh viện để vô đó bác sĩ sẽ khâu hay lau chùi vết thương á, nó sẽ hiệu quả hơn. Không khâu được, hình như cái bị này là không khâu được. Nó chỉ rửa từ từ cho nó lành, cho cái mô nó đó, cái mô nó mọc rồi cái mình cho em ăn uống săn sóc từ từ cái mô nó mọc lên. Cái lúc cô vô bệnh viện bác sĩ nói mấy cái bệnh này nó bị loét vậy đâu có khâu được. Không được. Chỉ có cái là vậy nè, mình cho em uống thuốc rồi mình phải cho em ăn uống đầy đủ, tại vì nó thiếu dinh dưỡng nè, nó ốm quá rồi bác sĩ nói thì cái mô nó sẽ mọc không nổi xương không à. Thì bây giờ phải ráng cho em ăn uống đầy đủ. Rồi chăm sóc cho nó kỹ càng sạch sẽ cái vết thương, không để nó bị nước tiểu đồ đó. Thì nó từ từ nó sẽ lành. Chứ còn khâu thì đâu có khâu được, không có khâu. Mấy cái này bác sĩ lại giữa thấy sạch, giữa hay hơn mấy cái. Em biết không? Muốn còn em biết sao không? Tại vì cái nó chỉ một giống như cái chén vậy đó, chén nhỏ vậy nè. Dạ, to. Làm sao khâu bác sĩ?
Bệnh viện cũng nó không có khâu, chỉ có mỗi ngày cứ theo dõi rửa, rửa từ 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 nó lành, cái mô nó mọc cái thịt đó đó. Vô mình ăn uống cái thịt nó mọc nó sẽ lấn thì từ nó sẽ lấp đó, bác sĩ vậy giải thích cho mình nghe là như còn vậy. Về vấn đề chi phí là từ đó giờ là nhiều chưa cô Kim? Nói thật á, lúc đó nó vô bệnh viện á, trước đó chưa cái ông bác sĩ đó chưa lại đây á, là lúc nó đã vô bệnh viện nó nằm mười mấy ngày rồi, 10 ngày ở trong đó là cũng hết mấy triệu, cũng 6-7 triệu á, mà cô có bảo hiểm nha không? Không có không thì bảo hiểm của nó đó, ý của nó. Xong rồi sau này tự nhiên nó về sao tự nhiên con không hiểu sao tự nhiên mới có 3 ngày sau nó lét dữ quá, tự nhiên sao cô thấy nó kỳ quá, cái miếng mài nó sụp xuống nó lét bự quá, cô sợ. Cuối cùng cô, bác sĩ nói là cái đó là bị gì? Bị gì cô? Thì nó bị nhiễm trùng, nó ăn sâu vô đó. Giờ mấy cái thịt chết đó, mình không cắt bỏ đó. Như bác sĩ giải thích mình không cắt bỏ mấy cái thịt chết đó, thì mấy cái thịt không bao giờ lành, bây giờ có rửa hoài cũng không lành. Thì bởi giờ hôm bữa đó ông đó ông lại ông làm nó tiểu phẫu, kêu là tiểu phẫu á, ông làm cắt bỏ mấy cái thịt chết đó. Bữa đó là hình như em có qua phải không, bữa đó lần đầu đó bữa đó làm một chút xíu vậy thôi, cắt chút xíu vậy cũng tiền không đó em. Thôi cô cho Hùng ăn đi, đang ăn nửa chừng cái mất công ảnh không, nó ăn từ từ không có hứng nữa, ăn từ từ. Thì bây giờ mình cứ không, theo cô thì thấy bác sĩ này làm được lắm, ok. Bây giờ hai cái vết ngoài sau này cũng bớt hết 4-5 phần rồi đó. Đỡ ha. Ở sáng nay nè bác sĩ có kêu cô, thôi cô nhìn đi, cô sợ gì, giờ nó cũng đỡ thiệt. Cô nhìn cô thấy cái thịt nó đỏ ao, nó đỡ lắm, nó không có sâu như cái hồi mới nữa. Bây giờ chỉ có là vậy nè, cho nó uống thuốc, rồi chăm sóc cái vết thương từ từ thì nó sẽ lành vết thương, xong rồi tập được cái trị liệu chắc vậy quá. Chứ để vậy hoài nó vậy nó cứng cơ á. Bây giờ ở nhà hàng đêm cô tập sơ sơ cho nó thôi, tập cô sợ gì phải không, cô sợ cái nó teo cơ là nguy hiểm, không có đi được luôn á, sau này là không đi được luôn. Cô cũng buồn, cô rầu lắm, nhưng bây giờ cô cũng không biết làm sao. Thật ra cũng có chữa nhiều lắm đó em, nhiều người ta cũng chữa, cũng có nhiều người người ta lợi chữa, người ta không lấy tiền đó em. Có mấy cái anh kia lợi cũng tập vật lý, không lấy tiền này kia. Nhưng mà sau này nhiều, tức là công việc ảnh ở đâu xa, Tây Ninh xuống, ảnh không có thời gian dành cho mình. Thì thôi cô cũng không ấy, không có làm phiền người ta ha. Thì đó. Nó không phải là cô để không vậy đâu, con cô cũng chạy chữa dữ lắm, mà không biết làm sao, tại vì nó đạo này nó có tim. Bị tim nữa. Bác sĩ nói cái tim của nó ảnh hưởng, nó không có giống người ta, thành ra nó chậm lắm, tức là nó mà cứ gọi là cái mà nó hết á, nó chậm hơn người ta. Thôi được rồi, con cười giỡn với chú, cười giỡn với ba, cười nó chậm hơn. Nó không có làm bác sĩ phòng, nó không đau lại cười. Bác sĩ lại á, nhiều khi nó mà khóc lên hay là cái gì nó móng chân nó tím hết á, mấy móng chân tím hết á, không nó bằng đâu, tại vì ở già thì mắt chút xíu nhưng mà nó hay hơn á, nó dụ trợ kỳ lắm. Dạ cho con ha. Mày con hay xanh gì mày á, cái giữa mày mét cái giữa nó không có kỹ bằng. Nói chung là dạ, để con nói chú Phát ha, nói chung là bây giờ cô chú á là đợi vết thương của Hùng á lành xong rồi đi tập vật lý trị liệu, nhưng mà hiện tại vết thương của Hùng khá là nặng. Thứ nhất là hai cái vai với lại sau lưng, tại nằm một chỗ đó rồi nước tiểu rồi này kia nó dính vô, khả năng lành nó lâu đó, là cái bước tiếp theo của gia đình là tính là như vậy. Chứ tại nhiều người á chú, sau khi con đăng lên có nhiều người nói là sao mình không dẫn đi bệnh viện đi. Thì biết mà. Thứ nhất là không có điều kiện nè. Với thứ hai nữa là cái vết thương nó lên bác sĩ cũng chăm sóc vậy thôi hả chú? Chăm sóc thì nếu mà vô bệnh viện cô vô rồi, cô vô qua rồi. Thì với tới giờ như tới giờ là người ta tới ta rửa thôi. Rồi với ta truyền kháng sinh. Rửa truyền kháng sinh. Vậy thôi. Chứ cũng y vậy đó, cũng không có đâu có gì đâu, cho mình nằm vậy đó. Mà tốn tiền thêm ha. Tốn tiền. Rồi. Cũng tốn tiền chứ không phải là không tốn tiền. Mất tiền em hả? Em biết không, nằm cái phòng không, một cái phòng không mấy trăm ngàn, một cái phòng 300 mấy trăm ngàn mà 300 mấy không tính vô bảo hiểm nha. Trước cho mình nghe, cái tiền phòng là cố định là không tính nữa. Ở đâu rồi cô, bệnh viện nào? Quận 11 á. Bệnh viện Thống Nhất hả? Quận 11. Bệnh viện quận 11. Quận 11. Bệnh viện đó coi như là bệnh viện đó cũng mình dân, coi như là cũng hợp với cái mắt đó, mình
Dạ. Thôi bây giờ con ngày hôm nay con tới đây nói với cô chú như thế này nha. Ở đây camera qua bên trước nè. Camera qua bên trước nè. Hôm nay con đến thăm gia đình á là cũng như mọi lần có một số quý mạnh thường quân gửi đến ít tiền cho Hùng để điều trị đó cô. Dạ, tại vì cái bệnh này đâu phải ngày một ngày hai đâu, lâu dài và cái bệnh tai biến nữa. Bác sĩ cũng nói được nha chú Phát. Rồi bây giờ con xin phép đọc cái tên nha. Dạ, cái thứ nhất là chị Phụng ở Hồng Bàng quận 5 là gửi cho Hùng 1 triệu. Thứ hai là một người ở Alaska Mỹ gửi cho Hùng là 5 triệu. Thứ ba là nhóm Phật tử Melbourne Úc Châu gửi cho Hùng là 2 triệu. Và cuối cùng là cô Dung Bùi ở Mỹ là 1 triệu. Tổng số tiền là 9 triệu đồng ha. Dạ. Để con gửi cho chú Phát này ha. Dạ. Con chú đếm với con nha. 1 triệu nè. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu và 9 triệu ha, rồi, đủ rồi, ha. Rồi, rồi, cảm ơn. Dạ. Vâng, này. Chai chị xin ơn. Cảm ơn mấy người quân gì gọi là bà. Tại vì cũng đã cười ra, cười. Hôm nay cười. Hôm nay cười ra. Hôm nay à. Dạ, cô nói chung là có 4-5 người là cô nói chung là Mạnh Thường Quân là được rồi. Đã có lòng như là giúp đỡ gia đình á. Thật sự rất cảm ơn. Cô muốn nói lời cảm ơn hả? Cô nói cô muốn nói sao? Ý cô là cô cũng cảm ơn nhiều tất cả Mạnh Thường Quân đã có lòng thương em, nó cho giúp cho em nó vậy chữa bệnh. Cô cảm ơn nhiều lắm ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, chúc cho Mạnh Thường Quân được mạnh khỏe, bình an và vui vẻ nha. Bình thường là cô Kim là cũng đi làm mà cái gì ta, dọn vệ sinh hả cô? Thì không giúp việc nhà như là lau chùi, ví dụ người ta kêu mình lau chùi hay là quét dọn rửa bát rồi rửa vệ sinh vậy đó. Nói chung là làm việc nhà vậy đó. Làm việc nhưng nhà mà làm theo tiếng, ví dụ mình đi làm 2 tiếng rồi mình về mình có thời gian để cho con. Còn trước đó thì cô có giữ là trẻ, tức là giữ em bé. Ví dụ người ta đi làm người ta không có thời gian, người ta đem lại cô giữ vậy đó. Đem lại nhà không có bác cô rồi. Cũng giữ nhiều đứa rồi nhỏ nhỏ mới đầy tháng là ta đem lại cho cô giữ. Nói chung là cô Kim đi giữ trẻ này với lại làm việc nhà cho người ta đó để kiếm cái nguồn sống của cô. Nhưng mà hiện tại là hai cô chú không đi làm được, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào người chị của Hùng, cũng chưa lấy chồng luôn. 30 mấy tuổi rồi chú Phát, 33 tuổi rồi, 33 tuổi rồi mà chưa lấy chồng luôn để lo cho gia đình nè. Cho em nó thấy em nó vậy rồi lo trời, thấy nó làm cũng cực cái là mới khuya mới về. Tại vì làm già hàng mà già hàng cũng phải. Thấy giờ là chú bây giờ hiện tại á là con thấy á là Hùng á có vẻ là tươi hơn cái lần mà con đúng không anh cô chú? Tươi hơn. Đó giờ cười nè. Cười phải không? Cười nha. Tại vì hôm nay điều trị vết thương rồi đó, hôm nay hồi lại nó khóc quá trời luôn á, vụ vết thương. Dạ. Lại khóc dữ không chú? Dữ cái lao rồi, tại vì lao lắm. Tại vì ông này nói á, nếu mà vừa vẽ tay nó không có sạch. Cầm cái kéo cũng còn gạt 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 mạnh lắm, nó la hoài. Bây giờ không có ở đây không có đau, nó cười nó vui rồi. Cười nha. Dạ, cười đó. Đó giờ cười. Nhỏ nói cười là Hùng cười. Thôi như vậy là được ha cô chú ha. Rồi, cảm ơn. Uống nước rồi, uống nước rồi, kêu nước uống cho. Bây giờ thôi con cũng xin phép là cô chú là con kết thúc clip ở đây ha. Và để em nhỏ nói một chút xíu là nhỏ cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã tình yêu và hỗ trợ Tiên Vua Food để mà đồng hành giúp đỡ những cái bà con khó khăn, đặc biệt là trường hợp của Hùng ngày hôm nay của chú anh chị. Một lần nữa em nhỏ xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em nhỏ bây giờ xin được kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo ạ. Cảm ơn tất cả.